vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin ở đằng sau. Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải một hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay và viết rằng tạm dịch là sớm thôi. Bên dưới hình ảnh này, rất nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà đang ám chỉ một cuộc đám cưới với Kim Lý trong tương lai gần. Và chiếc nhẫn Hồ Ngọc Hà chia sẻ được làm từ chất liệu kim cương, người tặng có lẽ là Kim Lý. Thế nhưng nhiều cư dân mạng đã tìm ra một điểm giống nhau giữa hình ảnh chiếc nhẫn của Hồ Ngọc Hà và chiếc nhẫn trên một chiên trang tổ chức tiệc cưới ở nước ngoài. Do đó có không ít ý kiến cho rằng nữ hoàng giải trí đã mượn ảnh trên trang cưới này để chia sẻ. Được biết chiếc nhẫn trên không phải là kim cương mà chỉ là đá bình thường. Nó được bán với giá 299 đô la Mỹ, khoảng 6,8 triệu đồng. Tuy nhiên những thông tin trên đây chỉ là ở dạng phỏng đoán. Để biết chính xác sẽ phải chờ phản hồi chính thức từ giọng ca tội lỗi. Mới đây trong một cuộc trò chuyện mới nhất của Ngọc Trinh, bất ngờ lên tiếng chia sẻ với bạn trai và tiết lộ về khả năng sẽ lên xe hoa khiến cho người hâm mộ tò mò. Theo đó, nữ diễn viên vòng eo 56 cho biết bạn trai hiện tại của cô là một người đứng đầu là chữ L. Nói về bạn trai, giấu mặt nữ hoàng nội y khẳng định đó là một người hội tụ đủ yếu tố tâm, tài, đức. Bên cạnh đó, khi được hỏi bao giờ Ngọc Trinh lấy chồng, nữ người mẫu cho biết cô mong muốn cưới chồng trước năm 30 tuổi. Lời chia sẻ thẳng thắn của người đẹp Trà Vinh khiến cho khán giả nghi ngờ Ngọc Trinh sắp lên xe hoa bởi hiện tại chân dài đã 29 tuổi. Trong cuộc trò chuyện, Ngọc Trinh cũng cho biết nỗi sợ hãi lớn nhất của cô là tuổi già. Không những thế, nữ hoàng nội y bật mí trong thời gian tới, cô sẽ cho ra mắt bộ phim chiếu rạp. Tuy nhiên, mọi thông tin sẽ được giữ kín để tạo bất ngờ vào phút chót. Đặc biệt sau khi thành công của các vai diễn, Ngọc Trinh hy vọng khán giả sẽ gọi cô bằng nữ diễn viên thay vì người mẫu như hiện tại. Gần một tháng qua, Lan Khuê gặp rắc rối khi Facebook cá nhân liên tục bị hacker rình rập, sau đó chiếm đoạt và làm loạn. Đáng chú ý, dù đã nhờ đến sự giúp đỡ của công ty Media, nhưng cô vẫn không thể lấy lại được ngôi nhà thứ hai với hơn 900.000 người theo dõi. Ở diễn biến mới nhất, hacker đã đồng ý trả lại Facebook cho Lan Khuê, song nhấn mạnh việc trả lại hay không còn tùy thuộc vào thái độ của nữ người mẫu. Để lấy lại Facebook cho Lan Khuê, quản lý của người đẹp đã nhắn tin trực tiếp tới tài khoản đang bị chiếm đoạt để thương lượng. Vì ghét thái độ của nữ người mẫu, hacker đã ra điều kiện đích thân cô phải livestream trên fanpage để xin lỗi mình. Trước điều kiện của hacker, Lan Khuê và ekip đã đưa ra quyết định cuối cùng là từ bỏ trang cá nhân với lượng follow đáng mơ ước. Để đi đến quyết định này, hoa khôi áo dài 2014 đã rơi nước mắt trong sự tiếc nuối. Mới đây trên mạng xã hội, có một vài người tự nhận là nhân viên của đoàn làm phim Nam Yên Trái Bút Lục tố cáo Lưu Dực Phi không chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao, thậm chí nữ diễn viên còn khiến đạo diễn phải ngất xỉu vì những đòi hỏi quá vô lý của mình. Cụ thể, người này tố cáo Lưu Dực Phi làm việc tùy ý, tự mình đem thêm một biên kịch riêng để sửa đổi kịch bản. Trước khi thực hiện những cảnh quay theo yêu cầu của đạo diễn, người đẹp đòi hỏi đoàn làm phim phải thay cho mình chiếc xe chuyên dụng to hơn vì chê chiếc đang dùng quá nhỏ. Thông tin này ngay lập tức đã khiến cho làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng. Đứng trước những lời công kích, ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp chỉ nói ngắn gọn: "Có thể để tôi quay phim được không? Tôi chỉ muốn quay cho xong bộ phim này thôi mà." Phía nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đã lên tiếng phản bác và cho rằng thông tin này nhằm bôi nhọ hình tượng Lưu Dực Phi, Tỉnh Bách Nhiên và đoàn làm phim Nam Yên Trái Bút Lục. Họ cũng hy vọng cư dân mạng và truyền thông không truyền bá những tin đồn, tôn trọng thành quả lao động của những nhân viên trong đoàn. Ngày 20 tháng 3, Justin Bieber đã bị bắt gặp đi xem concert cùng với cô gái tên Paskin Champion, thậm chí còn mời cô về nhà và ở lại đó đến sáng. Nhưng theo một người bạn chia sẻ với John Purple, sự thực thì nam ca sĩ vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc dành cho Selena Gomez. Trong khi đó, Selena thì đã tức tốc từ Úc trở về Mỹ khi thấy những bức ảnh Justin xuất hiện bên cô gái Paskin. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ bức ảnh mặc chiếc áo in hãy chọn sự thông cảm. Điều này khiến cho dân mạng suy đoán liệu thông điệp này có liên quan gì đến việc Justin Bieber qua đêm với cô gái khác. Yêu Em Bất Chấp vừa được tung ra trailer chính thức. Đoạn video gần 2 phút mang màu sắc tự sự cùng một Đà Nẵng nên thơ, khác với không khí vui nhộn của teaser trước đó. Ở diễn biến đầu tiên của trailer, Ngọc Thanh Tâm xuất hiện trên một hòn đảo cùng Hữu Châu. Nhân vật do Hữu Châu đóng đã kể về một anh chàng vá cây vì một cô gái, đó chính là Hoài Lâm.
và cô gái kia cũng chính là Ngọc Thanh Tâm. Cả hai từng có mối quan hệ không mấy suôn sẻ và hàng loạt những tai nạn như bị ói lên đầu, vào đồn cảnh sát và thậm chí là chàng còn bị nàng xô xuống sông. Không chỉ bị gái cho ăn hành với một loạt những cú tát, những câu hăm dọa, Hoài Lâm còn sắc bốc, sang bang với chính mẹ mình là Trang Khàn. Chẳng rõ vì sao mà anh chàng lại bị mẹ răn đe bằng cách phóng dao. Gần 2 phút trailer chính thức mang nhiều cảm xúc hơn teaser trước đó, với hai không khí trầm buồn và sôi nổi rất rõ rệt trong câu chuyện nắm buông thất thường giữa anh chàng khủ khờ và cô nàng ngủ ngáo. Yêu Em Bất Chấp có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm, Công Dương, Ngọc Thảo cùng nhiều khách mời là những thế hệ diễn viên khác nhau như nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ali Hoàng Dương, thánh nữ Bolero Giang Mi, thánh cover Tùng Dương Idol, Trang Trần, Hot Girl Thúy Vi và các diễn viên trẻ Hoàng Anh, Minh Dự, Lâm Thắng. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 6 tháng 4 năm 2018. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!